Tháng 9 năm 2024, giá xuất khẩu hồ tiêu đạt mức kỷ lục là 6.239 đô la Mỹ một tấn, cao nhất trong nhiều năm qua. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ 203.000 tấn hồ tiêu. Dù giảm nhẹ về lượng nhưng giá trị tăng gần 47% so với cùng kỳ. Nhờ giá hạt tiêu tăng mạnh, xuất khẩu hồ tiêu chế biến của Việt Nam cũng tăng hơn 50% so với năm trước, trong khi hồ tiêu đen nguyên hạt có sự tăng nhẹ do thiếu nguồn cung từ Trung Quốc. Thị trường dự báo giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế, đặc biệt với tình hình sản lượng hồ tiêu năm 2025 có khả năng giảm do hạn hán kéo dài. Tại thị trường quốc tế, giá tiêu đen Việt Nam dao động từ 6.800 cho đến 7.100 đô la Mỹ một tấn và tiêu trắng đạt mức 10.150 đô la Mỹ một tấn. Trong nước, giá tiêu tại các vùng trọng điểm đạt khoảng 147.000 cho tới 150.000 đồng một kg. Dự báo dài hạn, giá tiêu sẽ vẫn được hỗ trợ do nguồn cung hạn hẹp, trong khi sản lượng toàn cầu không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Chiều ngày 30 tháng 9, tại xã Chư Ba, thị xã Wenpa, Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã phối hợp với công ty Thái Bình Seed tổ chức hội nghị để giới thiệu hai giống lúa chất lượng cao là TBR97 và OM468. Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo thị xã, đại diện các ban ngành và 34 hộ dân trồng lúa. Mô hình được triển khai trên diện tích 1 hectare tại hộ ông Nguyễn Văn Tuấn với sự hỗ trợ 100% kinh phí mua giống và tư vấn kỹ thuật từ cán bộ nông nghiệp. Sau 3 tháng, kết quả cho thấy giống lúa TBR97 và OM468 nảy mầm tốt, cây cứng cáp, kháng được sâu bệnh và cho năng suất trên 8 tấn 1 hectare, cao hơn 0,8 tấn so với các giống lúa khác, đem lại lợi nhuận tăng thêm 5,2 triệu đồng 1 hectare. Mô hình đã giúp thay đổi nhận thức của người dân về việc chọn giống lúa, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Mô hình trồng cà rốt hai mũi tên đỏ tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Lông, Đắk Nông đang mang lại năng suất và chất lượng vượt trội. Hợp tác xã nông nghiệp Hà Khánh đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk để triển khai trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 10 hectare, thu hút 20 hộ dân tham gia. Ông Đỗ Khắc Thắng, một trong các hộ dân đã trồng 5 sào cà rốt và thu về hơn 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ vào việc nắm vững kỹ thuật và tham gia các buổi tập huấn, năng suất trung bình đạt từ 18 đến 20 tấn mỗi năm sào. Ông Thắng chia sẻ, mô hình này không chỉ tạo ra nguồn hàng dồi dào mà còn giúp tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Ông Đỗ Hoàng Hà, chủ tịch hợp tác xã Hà Khánh cho biết, giống cà rốt hai mũi tên đỏ thích hợp với điều kiện đất đai của Quảng Sơn. Giống này có khả năng kháng bệnh tốt và chịu hạn, nhưng do mưa kéo dài, một số hộ không tỉa thưa kịp thời nên củ nhỏ. Tuy nhiên, hộ nào chăm sóc đúng kỹ thuật có thể đạt năng suất từ 30 cho tới 40 tấn 1 hectare. Hợp tác xã đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm dài hạn với đối tác, đảm bảo giá bán ổn định cho người dân. Hiện mô hình này đạt 36 tấn 1 hectare với giá bán 9.000 đồng 1 kg, lợi nhuận lên đến 182 triệu đồng 1 hectare chỉ sau hơn 3 tháng. Bà Nguyễn Thị Thảo, trưởng phòng huấn luyện và chuyển giao của Trung tâm Khuyến nông, cho biết mô hình không chỉ nâng cao thu nhập, mà còn giúp người dân tiếp cận kỹ thuật sản xuất hiện đại, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã ở Đắk Lông đã triển khai sản xuất rau củ quả theo hướng bền vững, góp phần nâng cao chất lượng nông sản. Người dân nuôi bò sữa tại Lâm Đồng không đồng ý với mức bồi thường mà công ty Navetco đưa ra sau khi bò bị chết và bệnh do tiêm vaccine. Ngày 30 tháng 9, tại buổi họp với các cơ quan chức năng, Navetco đã xin lỗi và đề xuất mức bồi thường từ 55.000 cho tới 70.000 đồng 1 kg bò hơi, cùng hỗ trợ chi phí điều trị từ 1 cho tới 6 triệu đồng cho bò bị bệnh. Tuy nhiên, nhiều nông dân cho rằng mức này quá thấp, không đủ bù đắp thiệt hại. Ông Nguyễn Đình Sơn, một người dân nhận xét giá bồi thường cho bò không hợp lý khi so sánh với giá heo hơi trên thị trường, trong khi bò sữa mang lại thu nhập ổn định từ sữa và thịt. Những người khác cũng cho biết bò bị bệnh không thể khai thác sữa, và chất lượng sau khi hồi phục cũng không được đảm bảo. Mức bồi thường hiện tại chỉ đạt khoảng 40 triệu đồng một con, trong khi giá thị trường là khoảng 80 triệu đồng một con. Tính đến ngày 30 tháng 9,
đã có 7.375 con bò bị bệnh, 550 con chết và 6.641 con hồi phục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Naveco hoàn thiện phương án bồi thường và thực hiện chi trả trong tháng 10 năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới theo quy định khẩn cấp. Ngày 30 tháng 9 năm 2024, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng về việc xây dựng cây cầu này trên quốc lộ 32C, nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phối hợp cùng các bộ và tỉnh Phú Thọ để đảm bảo hoàn thành cầu chậm nhất vào năm 2025. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao nhiệm vụ khẩn trương đề xuất nguồn vốn từ ngân sách trung ương cho dự án này. Cầu Phong Châu được xây dựng từ năm 1995, gặp sự cố vào ngày 9 tháng 9 năm 2024 khi nước sông Hồng dâng cao khiến nhịp cầu sập, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đến ngày 14 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sập cầu. Phú Thọ hiện đề xuất xây dựng một cây cầu mới, hiện đại và an toàn hơn, với tổng mức đầu tư là 865 tỷ đồng, hoàn toàn từ ngân sách trung ương. Sau sự cố sập cầu Phong Châu xảy ra vào ngày 9 tháng 9 tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, sáng nay ngày 30 tháng 9, sau khi Lữ đoàn 249 binh chủng công binh hoàn thành việc lắp đặt và kiểm tra kỹ thuật cầu phao dã chiến thay thế cho cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, các phương tiện ở đôi bờ sông Hồng cũng đã được phép lưu thông qua cầu. Báo Vietnamnet thông tin bắt đầu từ 6 giờ, đông đảo người dân và các phương tiện từ hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ di chuyển qua cầu tuân thủ các yêu cầu của lực lượng chức năng. Để đảm bảo an toàn trong việc vận hành cầu, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát đi thông báo các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc không quá 5 km/h, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 m, vận tốc không quá 10 km/h. Xin được chuyển sang một thông tin y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, nối tiếp những ca lấy ghép tạng thành công tại bệnh viện Sanh Pôn, mới đây thì bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội đã công bố thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Đại Đoàn Kết. Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Thường, giám đốc bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên cho một bệnh nhân nữ ở Tuyên Quang vào ngày 8 tháng 9 vừa qua. Đến nay bệnh viện đã thực hiện thành công 3 ca ghép thận và làm chủ được kỹ thuật ghép thận, được hướng dẫn đào tạo chuyển giao từ các chuyên gia của bệnh viện Quân y 103. Được biết hiện khoa nội thận tiết niệu bệnh viện Đa khoa Đức Giang đang quản lý và theo dõi khoảng gần 180 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ tại khoa, mỗi ngày có 80 bệnh nhân chạy thận nhân tạo chia làm 3 ca. Việc chạy thận nhân tạo khiến người bệnh và người nhà người bệnh mệt mỏi, đi lại nhiều lần và chi phí tốn kém. Vì vậy, việc duy trì, phát triển và làm chủ kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đức Giang sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chuyển sang một thông tin về giáo dục đáng chú ý liên quan đến sự việc cô giáo chủ nhiệm xin tiền ủng hộ để mua máy tính cá nhân tại một trường học ở thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây thì nhiều phụ huynh cũng đã thông báo xin nghỉ học cho con vào ngày 30 tháng 9 do chưa an tâm cho con đến trường. Báo điện tử Dân trí thông tin, hiện các phụ huynh lớp 4 tháng 3 trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh mong muốn nhà trường cần sớm công bố phương án rõ ràng như đình chỉ cô giáo trong khoảng thời gian bao lâu, khi nào có giáo viên chính thức. Trao đổi với tờ báo này, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương cho biết, ngày 30 tháng 9, nhà trường vẫn tổ chức đón học sinh lớp 4 tháng 3 đi học bình thường và đồng thời nhà trường cũng đã bố trí giáo viên mới để dạy theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân quận 1, Phòng Giáo dục Đào tạo quận 1. Ông cho hay là nhà trường đang tập trung giải quyết vụ việc và mong phụ huynh an tâm cho con đến trường.